Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U20 Palestine lúc 19 giờ tối 3 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian mở bán vé kéo dài từ 9 giờ đến 17 giờ, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9. Vé trận đấu gồm có 3 mức giá: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng. Vé được bán tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ trên đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Liên đoàn bóng đá Việt Nam lưu ý khi khán giả dự khán đài xem trận đấu phải trên tinh thần cổ vũ văn minh, không pháo sáng.